mình là Linh Pâu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Chắc hẳn ở đây thì các bạn sẽ sở hữu cho mình ít nhất một tài khoản Facebook đúng không nào? Và để sử dụng Facebook ở trên điện thoại di động của mình thì chắc hẳn các bạn sẽ cài đặt ít nhất là hai ứng dụng, đó chính là Facebook và Messenger. Không biết ở đây có bạn nào cảm thấy khó chịu khi không thể đăng xuất nổi nick Facebook của mình trên Messenger hay không? Đối với một người sử dụng nhiều hơn một nick như mình thì việc này vô cùng là bất tiện. Và ngày hôm nay để khắc phục được cái bất tiện đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể log out nick Facebook của mình ra nhé. Đặc biệt là cách này có thể áp dụng được trên cả Android cũng như là iOS. Được rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ click vào ứng dụng Facebook. Ở ứng dụng Facebook chúng ta sẽ nhấn vào phần xem thêm. Ở phần xem thêm đây thì các bạn hãy kéo xuống cuối cùng nhé. Và kéo xuống cuối cùng thì các bạn có thể nhấn vào phần cài đặt và quyền riêng tư. Ở đây thì mình để tiếng Anh nên nếu các bạn nào sử dụng tiếng Việt thì cứ làm theo mình là được nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào phần setting hoặc có thể là nút cài đặt. Rồi và vào phần cài đặt này chúng ta sẽ nhìn thấy ở phần security sẽ có security và login. Và ở phần này thì sẽ hiển thị cho chúng ta được thiết bị cũng như là thời gian mà chúng ta đang đăng nhập nick Facebook của mình hoặc là đã từng đăng nhập nick Facebook của mình vào. Ở đây thì có thiết bị là iPhone XS Max và ở Hà Nội là mình đang sử dụng đây. Và bây giờ thì mình sẽ thoát ra nhé. Đấy, nhấn vào thoát ra thì chúng ta sẽ nhấn vào nút tùy chọn 3 chấm ở đây. Nhấn vào log out. Ok, sau một lúc xử lý thì hiện tại thì đã không còn cái thiết bị đấy ở đây nữa rồi. Và chúng ta sẽ thử xem là nick Facebook của mình đã bị thoát ra hay chưa nhá. Nhấn vào phần này, Messenger. Ok, ở đây hiện ra là phiên đăng nhập của bạn đã hết thời hạn. Nhấn vào ok. Vậy là các bạn đã thoát ra thành công rồi. Và bây giờ các bạn có thể đăng nhập nick Facebook khác bằng cách nhấn vào This isn't me và có thể log in những cái nick Facebook khác rồi. Các bạn cảm thấy cái thủ thuật này thế nào, có hữu ích không thì hãy để lại phần comment giúp mình nhé. Nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên hãy để lại subscribe cũng như là like cho VN Review nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!